Hello, Đoan Trường xin gửi đến mọi người một lời chào thân ái nhất và trân trọng nhất. Hôm nay Đoan Trường rất là vui khi được có mặt trong ngày khai trương của Viện Thẩm mỹ La Ratio cơ sở 2 tại quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và Đoan Trường cũng là một người bạn rất là thân thiết của bác sĩ Võ Thành Trung, và thường là được bác Trung gọi là tút lại vẻ đẹp trai của mình, không những dành riêng cho Đoan Trường mà còn dành riêng cho nhiều nghệ sĩ nữa. Và hôm nay nhân dịp khai trương, Trường xin chúc cho bác sĩ Võ Thành Trung và đặc biệt là La Ratio khai trương hồng phát, và một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe và làm ăn phát tài tấn tới, và Happy New Year, chúc mừng khai trương hồng phát và chúc mừng năm mới đến toàn thể mọi người.